Xin chào các em. Trong các tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu một số kiến thức liên quan đến ma trận, như là các phép toán trên ma trận, định thức của ma trận vuông, rồi ma trận nghịch đảo. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến một cái kiến thức nữa liên quan đến ma trận, đó là hạn của ma trận. Tôi nghĩ rằng cái khái niệm hạn của ma trận thì nó cũng tương đối đơn giản, dễ hiểu, nhưng mà nó được dùng rất là nhiều trong những bài tiếp theo. Do đó mình cũng cần phải chú ý theo dõi. Xin mời các em bắt đầu. Trước hết chúng ta tìm hiểu định nghĩa hạn của ma trận. Tuy nhiên trước khi đi vào định nghĩa hạn của ma trận thì có lẽ chúng ta cũng phải tìm hiểu một cái khái niệm liên quan đến cái hạng này, đó là khái niệm về định thức con cấp K. Người ta nói định thức con cấp K của ma trận A cấp M nhân N. Nó là định thức có được bằng cách từ A ta bỏ đi M trừ K dòng và N trừ K cột. Như vậy các em thấy trong định nghĩa này, ma trận A không nhất thiết phải là một cái ma trận vuông. Ở đây họ ghi là cấp M nhân N. Vậy thì A đó có thể không có định thức, nhưng từ A mình có thể suy ra một số định thức mà người ta gọi là định thức con cấp K của A. Suy ra như thế nào? Người ta từ A người ta bỏ đi M trừ K dòng. A lúc ban đầu có M dòng, bỏ đi M trừ K dòng, như vậy nó còn lại K dòng. Rồi định ma trận A nó có n cột, người ta bỏ đi n trừ k cột, như vậy là còn lại k cột. Vậy thì sau khi ta bỏ đi m trừ k dòng và n trừ k cột thì ta còn lại k dòng và k cột. Vậy là cái phần còn lại đó nó là một ma trận vuông, nó có định thức. Và định thức của ma trận còn lại đó người ta gọi là định thức con cấp k của cái ma trận A. Lấy ví dụ như thế này. Đây là một cái ma trận A có cấp là 3 nhân 4. Nó không phải là một cái ma trận vuông. Bây giờ từ A mình hãy xác định một số định thức con của nó. Ví dụ như ta muốn tìm một định thức con cấp 3 của A thì sao? Muốn có một định thức con cấp 3 tức là ta phải có 3 dòng và 3 cột. Ở đây có sẵn 3 dòng. Vậy thì muốn có 3 cột thì ta bỏ mất một cột. Đúng chưa? Ví dụ như ta bỏ cột thứ tư, ta còn lại ba cột đầu. Ba cột đầu cộng với ba dòng thì ta được một cái định thức con cấp 3 của A. Em xem đây. Đây, trừ 2 trừ 1 0 là dòng thứ nhất đây. 9 trừ 2 trừ 5 dòng thứ hai. Trừ 2 6 trừ 1 dòng thứ ba. Đây là một định thức con cấp 3 của A. Hiển nhiên là ta còn có thể tạo nên được một số định thức con cấp 3 khác của A nữa. Ví dụ như ta bỏ đi cột thứ ba chẳng hạn. Ví dụ ta muốn tìm một định thức con cấp 2 của A thì ta làm sao? Thì ta phải làm sao có hai dòng và hai cột. Như vậy thì từ A ta sẽ bỏ đi một dòng và hai cột. Ví dụ như ta bỏ đi dòng thứ hai. Ở đây là ta bỏ cột thứ nhất và cột thứ tư thì phần còn lại chính là định thức con cấp 2 của A. Trừ 1 0 6 trừ 1. Đó là khái niệm định thức con. Và xin lưu ý rằng là nếu A là một cái ma trận vuông thì định thức của A cũng có thể xem là một định thức con đặc biệt của A. Ta qua khái niệm hạn của ma trận. Hạn của ma trận A được định nghĩa như sau, đó là cấp cao nhất của các định thức con khác không của A, và hạn của A được ký hiệu là RA. Nghĩa là thế này, cái ma trận A đó, từ ma trận A mình liệt kê ra những cái định thức con mà khác không của A. Trong số những định thức con khác không đó, cái định thức con khác không nào có cấp lớn nhất thì gọi là hạn của A. Cho nên hạn của A là cấp cao nhất của các định thức con khác không của A. Ví dụ như thế này, tính hạn của ma trận sau,
ta có một cái ma trận A cấp là 3 nhân 4. Thế bây giờ muốn tìm hạng của A thì ta phải đi xác định cái định thức con cấp cao nhất của A. A cấp 3 nhân 4 thì định thức con mà cấp cao nhất của A là định thức con cấp mấy? Có phải là định thức con cấp 3 không? Ta không thể có định thức cấp 4 rút ra từ A được. Bởi vì muốn là cấp 4 thì phải có đến 4 dòng, 4 cột. Mà A thì chỉ có 3 dòng mà thôi. Như vậy định thức con cấp cao nhất của A là một định thức con cấp 3. Mà muốn có định thức con cấp 3 đó thì ta phải bỏ bớt đi một cột từ cái ma trận A. Ví dụ như ta bỏ đi cái cột thứ tư thì ta có một định thức con cấp 3. Bây giờ nếu bỏ đi cột thứ ba thì ta lại có một định thức con cấp 3 khác. Bỏ đi cột thứ hai lại có một định thức con cấp 3. Và cuối cùng bỏ đi cột thứ nhất thì ta được một định thức con cấp 3. Đó. Đây là bốn định thức con cấp 3, tức là cấp cao nhất của A. Tiếp theo ta phải làm gì? Ta phải tính thử xem là cái định thức cấp 3 đầu tiên này nè, nó có khác không không? Nếu định thức đầu tiên này, định thức này nó khác không thì ta kết luận hạng của A là 3. Nhưng nếu như định thức đầu tiên này nó bằng không, ta có kết luận rằng là hạng của A khác 3 không? Không. Chưa, chưa. Nếu như định thức đầu tiên này bằng không thì ta phải tiếp tục tính định thức con cấp 3 thứ hai. Nếu định thức thứ hai này khác không thì vẫn kết luận hạng của A là 3. Nhưng nếu nó tiếp tục bằng không thì ta lại phải đi tính định thức con cấp 3 thứ ba. Nếu khác không, hạng của A là 3. Nếu bằng không, tiếp tục tính định thức con thứ tư. Nếu bằng không, coi như hạng của A không phải là 3. Còn nếu khác không thì vẫn kết luận hạng của A là 3. Nếu tồn tại một định thức con khác không cấp 3 thì hạng của A là 3. Thì ở đây tôi đã tính sẵn rồi. Bốn định thức con cấp 3 này tôi đính sẵn cho các em rồi, để đỡ mất thời gian đó. Bốn định thức con cấp 3 này đều bằng không. Mà nếu bốn định thức con cấp 3 cấp cao nhất này mà nó bằng không, vậy thì sao? Vậy thì hạng của A không phải là 3. Mà không phải là 3 thì hạng của A nó phải bé hơn hoặc bằng 2. Bây giờ mình phải tìm thử xem là từ A này nè có tồn tại được một cái định thức con nào cấp 2 mà khác không không? Nếu có thì ta kết luận hạng của A là 2. Còn nếu tất cả định thức con cấp 2 của A mà đều bằng không thì ta phải xét xuống định thức con cấp 1, bởi vì lúc đó hạng của A phải bé hẳn hơn 2. Ta vừa kết luận rằng là hạng của A bé hơn hoặc bằng 2. Đây là A. Và ta chỉ ra được rằng là A có ít nhất một định thức con cấp 2 khác không? Bây giờ muốn lấy ra một định thức con cấp 2 thì ta phải bỏ đi một dòng và hai cột của A. Ở đây tôi bỏ dòng thứ ba, cột thứ ba và cột thứ tư thì tôi còn lại đây là một cái định thức con cấp 2 của A. Mà định thức này bằng bao nhiêu? Thì định thức cấp 2 mình học rồi, nhân xuống trừ ngược lên, tích hai phần tử trên đường chéo chính trừ tích hai phần tử trên đường chéo phụ. Như vậy ta có này, 1 trừ 4 bằng trừ 3. Bằng trừ 3 là khác không rồi. Như vậy thì ta có một định thức con cấp 2 của A khác không? Ta kết luận hạng của A bằng 2. Em hiểu không? Đấy. Ta xét ví dụ thứ hai. Tính hạng của ma trận bậc thang sau đây. Ở đây người ta nhấn mạnh A là ma trận bậc thang. Xin lưu ý, ma trận bậc thang là cái ma trận mà nếu có dòng bằng không thì dòng đó nằm phía dưới dòng khác không. Đây. Ba dòng trên là ba dòng khác không. Và cái phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng dưới á, thì nó phải nằm lệch về bên tay phải so với phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng phía trên nó. Bây giờ các em xem nè, ma trận A này nè, cấp là bao nhiêu? Có phải cấp của nó là 4 nhân 5 không? Nó có 4 dòng và 5 cột. Vậy thì từ A mình có thể tạo nên định thức con cấp cao nhất là cấp mấy?
có phải là cấp 4 không ạ? Ta không thể tạo nên hình thức cấp 5 được, bởi vì ta chỉ có 4 dòng mà thôi. Như vậy là cái cấp cao nhất của định thức con của A là cấp 4. Thế ta liệt kê những cái định thức con cấp 4 của A. Ta tính thử xem là có cái định thức con cấp 4 nào khác không không? Nếu có, kết luận hạng của A là 4. Nếu không phải thì hạng của A nhỏ hơn 4. Bây giờ muốn tạo nên một định thức con cấp 4 thì mình bỏ đi một dòng, à, một cột nào đó. Ví dụ ta bỏ cột thứ năm thì ta còn định thức con cấp 4. Em xem là cái định thức con cấp 4 này, sau khi mình bỏ đi một cột rồi thì có phải định thức con cấp 4 này nó có một cái dòng là dòng thứ tư bằng không không? À, mà khi nó có một dòng bằng không thì định thức nó bằng không. Đó là tính chất ta học trong những tuần trước, tính chất của định thức. À, tính chất nói rằng là một cái định thức mà có một dòng bằng không thì định thức bằng không. Như vậy thì cái định thức con cấp 4 đầu tiên này, à, có được bằng cách là bỏ đi cột thứ năm đó, nó bằng không. Bây giờ nếu như ta bỏ đi cột thứ tư thì phần còn lại cũng là một định thức con cấp 4 và nó cũng bằng không, bởi vì dòng thứ tư của nó cũng bằng không. Tương tự, em bỏ đi cái cột thứ ba, à, hoặc em bỏ đi cột thứ hai, em bỏ đi cột thứ nhất, thì tất cả những định thức cấp 4 mình tạo nên đều có một dòng là dòng thứ tư bằng không. Cho nên toàn bộ những cái định thức con cấp 4 của A, tức là định thức con mà cấp cao nhất của A đó, đều bằng không. Đây, ta kết luận mọi định thức con cấp cao nhất của A, tức là định thức cấp 4 đấy, đều bằng không. Vậy thì hạng của A phải nhỏ hẳn hơn 4, nghĩa là hạng của A nhỏ hơn hoặc bằng 3. RA là ví dụ hạng của A. Vậy thì khi hạng của A bé bằng 3, mà nếu tồn tại một định thức con cấp 3 của A khác không, thì kết luận ngay hạng của nó bằng 3. Còn nếu bằng không thì phải xét tiếp một cái định thức con cấp 3 khác. Ở đây, à, ta khéo léo chọn ra một cái định thức con cấp 3 của A mà khác không. Em xem nha. Tôi bỏ cột thứ tư. Bỏ cột thứ tư là bởi vì tôi thấy cột thứ tư toàn là bằng không, giữ lại nó là định thức nó bằng không đấy. Bỏ tiếp cái cột thứ tư và cột thứ năm, ta còn lại cái phần này. Đây là một cái định thức con cấp 3. Thế định thức con cấp 3 này nó là định thức của một cái ma trận đặc biệt, đó là ma trận tam giác trên. Vậy theo tính chất mình học thì định thức của ma trận tam giác trên nó bằng tích các phần tử trên đường chéo chính. Như vậy định thức cấp 3 này có giá trị là 1 nhân 2 nhân trừ 4, tức là bằng trừ 8, khác không? Vậy ta kết luận rằng hạng của A bằng 3. À, các anh thân mến, như vậy là mình vừa xét hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất là tính hạng của một ma trận bất kỳ. Và ví dụ thứ hai là tính hạng của một ma trận bậc thang. Thì ta có cảm giác rằng là việc tính hạng của ma trận bậc thang nó đơn giản hơn là hạng của một ma trận bất kỳ. Đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai là khi tính hạng của một ma trận bằng định nghĩa đó thì nó có tính may rủi. Như vừa rồi đó, nếu như một cái ma trận A nó có cấp là 4 nhân 5 thì bây giờ muốn tìm hạng của A thì mình phải lôi tất cả những định thức con cấp 4 ra mình xét. Nếu may mắn mà cái định thức con cấp 4 đầu tiên khác không thì ta kết luận liền hạng của A là 4. Nhưng nếu lỡ nó bằng không thì lại phải xét tiếp cái định thức con cấp 4 thứ hai. Mà nếu nó bằng không nữa đó lại phải xét tiếp định thức con cấp 4 thứ ba. Rõ ràng là như vậy, nó mang tính may rủi. Có cách nào để tính hạng của A ngoài cái định nghĩa không? Thế thì em xét cái định lý sau đây. Định lý có hai ý. Ý thứ nhất là các phép biến đổi sơ cấp sau đây không làm thay đổi hạng của ma trận. Phép đổi thứ nhất là đổi chỗ hai dòng cho nhau. Thứ hai, nhân một dòng với một số khác không. Thứ ba, cộng vào một dòng k lần một dòng khác. Lý nói rằng là nếu trong quá trình ta biến đổi một ma trận A bằng các phép biến đổi như thế này nè, thì ta được một cái ma trận B
thì ma trận B và ma trận A hạng của nó bằng nhau. Hạng của một ma trận sẽ không thay đổi qua các phép biến đổi sơ cấp mà ta vừa liệt kê. Ý thứ hai của định lý là hạng của một ma trận bậc thang bằng số dòng khác không của nó. Nếu như vậy thì mình nhìn lại cái ví dụ vừa rồi đó, mình thấy cái ma trận người ta cho đó là một cái ma trận 4 nhân 5, trong đó em để ý là dòng thứ tư bằng 0 và ba dòng trên khác 0, và mình tính bằng định nghĩa ra hạng bằng 3. Nếu áp dụng định lý này, ta thấy ngay kết quả hạng bằng 3. Vậy thì từ định lý nó gợi ý cho mình một cái cách để tìm hạng của ma trận, đó là nếu họ cho mình một cái ma trận bất kỳ thì ta hãy dùng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng, cụ thể là ba phép biến đổi mà người ta liệt kê trong định lý này nè. Ta đưa cái ma trận A của người ta cho đó ban đầu đó về ma trận bậc thang. Sau đó mình đếm số dòng khác không của ma trận bậc thang đó. Ví dụ như nó có ba dòng khác không thì ta kết luận hạng của ma trận bậc thang vừa biến đổi để về nó đó là 3, thì kết luận rằng hạng của ma trận A ban đầu cũng bằng 3, bởi vì qua phép biến đổi sơ cấp này hạng không thay đổi. Để làm rõ hơn, xin mời các em xem một ví dụ. Tính hạng của A. Với A là một cái ma trận cấp 4 nhân 5 như trên bảng. Ma trận này là một cái ma trận không có gì đặc biệt. Bây giờ ta hãy vận dụng định lý. Ta dùng các phép biến đổi sơ cấp, ta đưa A về ma trận bậc thang, rồi ta đếm số dòng khác không của ma trận bậc thang đó. Thế để đưa về ma trận bậc thang đó, thì em thấy nè, ta cần phải lấy dòng 2 trừ dòng 1. Bởi vì sao? Bởi vì đối với một cái ma trận bậc thang đó thì phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng dưới, cụ thể là dòng thứ hai này là số 1 đó, không thể nằm trên cùng một cột với lại phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng phía trên nó. Cho nên cái số 1 này phải được biến thành số 0. Đến cái phần tử khác không nó phải nằm lệch về bên tay phải. Muốn như vậy thì ta lấy dòng 2 trừ dòng 1. Cái công việc này là ta làm rất là nhiều trong những bài trước đây. Ta lấy dòng 1 làm chuẩn để xử lý dòng các cái dòng phía dưới nó, tức là dòng 2, dòng 3 và dòng 4. Cụ thể, ta lấy dòng 2 trừ dòng 1. Khi ta lấy dòng 2 trừ dòng 1, tức là dòng 1 ta để nguyên, thì lúc đó ta được này. 1 trừ 1, vị trí này là số 0. Rồi 4 trừ 2, chỗ này là số 2. Rồi trừ 3 trừ cho trừ 2, vị trí là trừ 1. 6 trừ 0, đây là 6. Rồi đến 8 trừ 7, chỗ này là 1. Như vậy dòng thứ hai tốt rồi. Tốt ở đây có nghĩa là cái phần tử khác không đầu tiên bên trái của nó đã nằm lệch về bên tay phải so với phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng phía trên đó. Dòng thứ ba thì cái phần tử đầu tiên của nó là số 0. Như vậy là nó thỏa mãn cái điều kiện bậc thang rồi, cho nên cái dòng thứ ba ta để nguyên. Dòng thứ tư thì chưa được, bởi vì là cái phần tử khác không này không thể nằm trên cùng một cột với phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng thứ nhất được. Vậy thì tương tự, ta sẽ lấy dòng thứ tư ta trừ đi dòng thứ nhất. Khi lấy dòng 4 trừ dòng 1, ta được như sau. Vị trí này là 0. Chỗ này là 0 trừ 2, tức là trừ 2. Các em lấy dòng thứ tư em trừ dòng thứ nhất nha. Trừ 1 trừ cho trừ 2, ta được chỗ này là số 1. Trừ 6 trừ 0 là trừ 6. Và cuối cùng là 6 trừ 7, vị trí này là trừ 1. Sau một phép hai cái biến đổi như thế này, ta được các cái phần tử nằm trên cái cột thứ nhất mà ở dưới cái phần tử A11 là bằng 0, là tương đối tốt, là gần giống như bậc thang rồi. Tiếp theo, ta thấy là dòng thứ tư phần tử khác không đầu tiên bên trái của nó là trừ 2 thì không thể nằm trên cùng cái cột với phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng thứ hai được. Đó là cái điều kiện của bậc thang. Vậy thì cái trừ 2 này phải cần biến thành số 0, do đó lấy dòng 4 cộng dòng 2. Và khi cộng như vậy thì ta giữ nguyên dòng 1, dòng 2, dòng 3. Tốt rồi. Ta thực hiện việc lấy dòng 4 cộng dòng 2. Khi cộng như vậy thì 0 cộng 0 là 0. Em nhớ là lấy dòng 4 cộng dòng 2 nha. Hồi nãy là dòng 1 làm chuẩn, bây giờ đến lấy dòng 2 làm chuẩn. Trừ 2 cộng 2
Vị trí này là số 0. Chỗ này có phải là 1 cộng với trừ 1 không? Chỗ này cũng là số 0 luôn. Trừ 6 cộng với 6. Vị trí này là số 0. Cuối cùng là trừ 1 cộng với 1. Chỗ này là số 0. Sau hai cái bước biến đổi thì cuối cùng ta đưa được A về ma trận này. Ma trận này đã là ma trận bậc thang chưa? Thì đúng là ma trận bậc thang. Bởi vì dòng bằng 0 nằm phía dưới các dòng khác không. Phần tử khác không bên trái, đầu tiên bên trái của dòng dưới nằm lệch về bên tay phải so với phần tử khác không đầu tiên bên trái của các dòng trên nó. Vậy đây là bậc thang. Theo định lý vừa rồi thì hạng của một ma trận bậc thang bằng số dòng khác không của nó. Vậy thì hạng của ma trận bậc thang này bằng bao nhiêu? Ta đếm số dòng khác không. Dòng thứ nhất khác không, dòng thứ hai khác không, dòng thứ ba cũng khác không. Xin nhắc lại, một cái dòng được gọi là khác không nếu nó có ít nhất một phần tử khác không. Vậy thì do có ba dòng khác không cho nên hạng của ma trận bậc thang này là 3. Mà ta nói rằng là qua các phép biến đổi sơ cấp như thế này nè, lấy một cái dòng cộng với cái lần dòng khác đấy thì hạng của ma trận nó không thay đổi. Như vậy thì hạng của A nó bằng hạng ma trận bậc thang này. Do đó ta kết luận hạng của A bằng 3. Rõ ràng là bằng cách sử dụng định lý thì mình tìm hạng của một cái ma trận bất kỳ nó hợp lý, nó rõ ràng, nó không có mang còn mang tính chất may rủi nữa. Đó là cái lợi thế khi ta áp dụng định lý so với định nghĩa. Để hiểu sâu sắc hơn thì chúng ta sẽ làm một cái ví dụ mà có tham số. Có tham số tức là nó sẽ khó hơn. Ví dụ 2. Tìm M để hạng của ma trận sau đây lớn nhất. Người ta cho mình một cái ma trận A lớn. Ma trận này có chứa tham số. Ma trận này là ma trận vuông, đặc biệt hơn so với những ma trận vừa rồi. Đây là một cái ma trận vuông cấp 4, có 4 dòng, 4 cột. Thế em xem nếu tôi lập luận như thế này nè thì nghe nó có hợp lý không nè. Tôi nói rằng bây giờ đó cái ma trận A này là ma trận vuông cấp 4. Như vậy thì định thức con cấp cao nhất của A chính là định thức của A, tức là định thức cấp 4. Vậy thì tôi tính định thức của A ra, tức là tôi tính định thức con cấp cao nhất đó, cấp 4 á, tôi tính nó ra. Thì định thức đó tôi nghĩ rằng là khi tính định thức của A, bởi vì A nó có chứa tham số cho nên là khi tính định thức của A thì nó ra một cái biểu thức có chứa tham số m. Và tôi cho cái định thức đó đó khác không, tôi tính m, tôi kết luận là cái m mình vừa tìm đó nó sẽ làm cho hạng của A lớn nhất bằng 4. Lập luận như vậy có hợp lý không? Thì em thấy rằng là lập luận như vậy á, nó trông thì có vẻ là chính xác nhưng thực ra thì nó bị hỏng ở một chỗ là khi ta tính định thức của A, định thức con cấp cao nhất là cấp 4, tức là định thức của A đó, thì ta bảo rằng là tính nó ra thì ra một cái biểu thức theo m. Nhưng biết đâu khi mình tính nó ra nó không còn phụ thuộc vào m thì sao? Mình tính nó ra cuối cùng đơn giản hết, định thức của A nó bằng không, vậy thì hạng của A không phải là 4, bởi vì cấp cao nhất của định thức con khác không không phải là cấp 4. Như vậy thì cách làm đó không được. Một số em thường gặp cái định thức, gặp cái ma trận A mà vuông đó, các em hay giải quyết câu hỏi tìm m để hạng lớn nhất, em hay làm bằng cách là lấy định thức của A rồi cho khác không. Tôi vừa lý giải là cách làm đó không ổn. Vậy ta làm sao? Thì ta phải vận dụng định lý thôi. Ta đưa A về ma trận bậc thang. Như vậy thì cũng tương tự ví dụ 1, ta phải xử lý cái cột thứ nhất. Phải làm cho số 1 này thành số 0 và số 2 này thành số 0. Bởi vì các phần tử khác không đầu tiên bên trái của các dòng dưới này nè không thể nằm trên cùng một cột với phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng đầu tiên là dòng 1 được. Vậy thì nhìn vào đây ta thấy ngay cần phải lấy dòng 2 trừ dòng 1 và lấy dòng 4 trừ 2 lần dòng 1. Giữ nguyên dòng 1.
lấy dòng 2 trừ dòng 1. Các em theo dõi ha. 1 trừ 1, chỗ này là số 0. 1 trừ 1, chỗ này là số 0. Em trừ 0 thì là em. Rồi 2 trừ 2, chỗ này là số 0. Cái dòng thứ 3 thì do cái phần tử khác không đầu tiên bên trái của nó là số 0. Có nghĩa là phần tử khác không này nè, phần tử khác không đầu tiên bên trái của nó là số 3, nằm lệch về bên tay phải so với số 1 này rồi. Cho nên là dòng thứ 3 này tốt, để nguyên. Ta lấy dòng thứ 4 trừ 2 lần dòng thứ nhất. Thì chỗ này em được số 0 nè. Trừ đi 2 lần dòng thứ nhất, chỗ này là trừ 6. Trừ 4 mà trừ cho trừ 2 đó, trừ cho 2 đó. Rồi chỗ này là m trừ m bình phương, tại vì cái này mà trừ đi 2 lần 0 thì vẫn là chính nó. Rồi cuối cùng cái chỗ này tính toán đơn giản thôi, ta có trừ 3m trừ 1. Gần giống bậc thang chưa? Gần giống rồi phải không? Nếu như cái chỗ này số trừ 6 này bằng 0 là tốt hơn. Vậy thì tiếp theo ta phải xử lý cái trừ 6 này. Nhưng ở phía trên này em để ý kỹ một tí xíu. Dòng thứ 2 với dòng thứ 3 thì cái phần tử khác không đầu tiên bên trái của cái dòng thứ 3 là số 3 ha. Còn cái phần tử khác không, mình hy vọng là khác không đầu tiên bên trái của dòng thứ 2 là m. Thì đáng lý ra đó là cái số 3 này nằm lệch về phía bên tay phải so với m, thì ở đây mình có m là nằm lệch về bên tay phải so với số 3. Vậy là hai cái dòng này chưa ổn lắm. Để ổn, tức là để đưa về cho giống bậc thang á, thì ta nên đổi chỗ cái dòng thứ 2 với dòng thứ 3. Có thể có em nói rằng bây giờ thôi thì ta làm mất cái số 3 này đi, cho nó bằng số 0 luôn. Thì nếu em làm mất số 3 này thì chắc là em phải lấy dòng thứ 3 em trừ 3 lần dòng 1. Nhưng nếu em lấy dòng 3 trừ 3 dòng 1 thì cái số 0 này bây giờ không còn là số 0 nữa, là số trừ 3. Mà vậy thì nó không còn tốt nữa, bởi vì là cái phần tử này mình đang muốn là số 0 mà. Qua bước đầu tiên mình cần cái này là số 0. Vậy thì tốt nhất là ta nên đổi chỗ dòng 2 với dòng 3. Đổi chỗ dòng 2 với dòng 3 ta được như thế này. Sau khi đổi chỗ như vậy, rõ ràng ta cần làm cho số trừ 6 này bằng 0. Số trừ 6 này đây nó cần trở thành số 0. Muốn vậy thì sao? Hồi nãy ta giữ nguyên dòng thứ nhất, lấy dòng 1 làm chuẩn để xử lý các dòng sau. Bây giờ ta giữ nguyên dòng 2 này, ta xử lý, lấy dòng 2 để xử lý dòng thứ 4 bằng cách là lấy dòng thứ 4 cộng với 2 lần dòng thứ 2. Đây, giữ nguyên dòng 1, dòng 2. Dòng 3 này cũng tốt, cho nên để nguyên. Ta lấy dòng 4 cộng 2 lần dòng 2. Lấy 0 mà cộng với 2 lần 0 thì ta được chỗ này là số 0. Lấy trừ 6 mà cộng 2 lần 3, tức là trừ 6 mà cộng với 6, ta được chỗ này là số 0. Tương tự, khi em tính nó ra, cái vị trí này là em cộng em mình. Cái vị trí này là trừ em, trừ 1. Các em thấy là nếu như cái m mà cộng em bình phương này này mà nó bằng 0 nữa thì ra bậc thang rồi đấy. Như vậy thì ta cần làm thêm một bước nữa. Đây, ta cần xử lý cái phần tử này. Ta muốn đưa nó về số 0, vậy thì tôi lấy dòng 4, tôi trừ đi m cộng 1 lần dòng 3. Thì em được. Hồi nãy là dòng 1 làm chuẩn nè, đến dòng 2 làm chuẩn, bây giờ lấy dòng 3 làm chuẩn để nguyên nó, xử lý dòng thứ 4. Khi em lấy dòng 4 trừ m cộng 1 lần dòng 3 thì dễ thấy chỗ này là số 0. Vị trí này là số 0. Cái này là số 0. Bởi vì em lấy m mà em nhân với lại m cộng 1 thì ra là m bình phương cộng m có dấu trừ trước cộng ở đây, hai số đối nhau cộng lại bằng 0. Nè, và chỗ này là cũng là số 0 luôn. Và khi biến đổi như vậy thì cuối cùng ta đưa được về một cái ma trận B. Thế ma trận B này dòng thứ 4 bằng 0 rồi. Như vậy là hạng của B không thể là 4 được. Vậy thì hạng của B tối đa là 3. Mà muốn hạng của B tối đa là 3 thì M này nó phải khác 0. Bởi vì là dòng 1 khác 0 rồi nè. Dòng 2 chắc chắn khác không với mọi em, bởi vì đây có số 3 khác không.
ta chỉ cần là m khác không nữa mà thôi. Vậy ta nói nè, RA thì bằng RB, hạng của ma trận đầu thì bằng hạng của ma trận B, bởi vì theo định lý thì qua một cái phép số phép biến đổi sơ cấp mà ta vừa làm đó thì hạng của ma trận nó không thay đổi. Hạng của A bằng hạng của B, như vậy thì bây giờ muốn hạng của A lớn nhất thì mình cần hạng của B lớn nhất. Mà hạng B lớn nhất bằng 3. Như vậy là hạng của A lớn nhất sẽ bằng 3. Khi nào? Khi và chỉ khi m khác không. Ta vừa giải quyết xong ví dụ thứ hai. Nhìn lại cái ma trận B em thấy là nó có một cái dòng bằng không này. Như vậy thì cho hạng của A bằng hạng của B. Vậy thì nếu em làm cái định thức của A như tôi lý giải ban đầu á, em tìm ra thì định thức của A nó không phụ thuộc vào m, nó bằng không, cho nên là tính định thức ngay từ đầu là không được. Ta sẽ tiếp một cái ví dụ có tham số. Ví dụ thứ ba, biện luận theo em hạng của ma trận sau đây, tức là tùy theo m cho họ biết là m như thế nào thì hạng là bao nhiêu. Đây là ma trận A. Ma trận này nó có 5 dòng, 5 cột. Bây giờ muốn biện luận hạng của ma trận này, ta biến đổi nó về ma trận bậc thang. Ta xử lý cái cột thứ nhất làm tương tự như hai ví dụ kia. Nhìn vào đây là thấy cần phải lấy dòng 2 trừ dòng 1, lấy dòng 3 trừ dòng 1, dòng 4 tốt để nguyên, lấy dòng 5 trừ 2 lần dòng 1. Mục đích là để số 1, số 1 này và số 2 bằng bằng 0. Giữ nguyên dòng 1. Ta giữ nguyên dòng 1. Lấy dòng 2 trừ dòng 1. Vị trí này là số 0. 2 trừ 3 là trừ 1. Lấy 1 trừ 1. Vị trí này là 0. Lấy m trừ 0. Chỗ này là m. Lấy 1 trừ đi 2. Chỗ này là trừ 1. Tương tự, em lấy dòng 3, em trừ đi dòng 1. Lấy dòng 3 trừ dòng 1. Kết quả là 0 trừ 3 3 4m trừ 3. Đó, trừ 1 trừ 2 là trừ 3. Vừa rồi mới nói là dòng thứ tư là tốt rồi, mình để nguyên dòng thứ tư. Bây giờ lấy dòng thứ năm trừ 2 lần dòng 1 để mục đích là 2 trừ 2, 2 lần 1 là bằng 0. Khi trừ như vậy thì vị trí này là số 0. Chỗ này là trừ 3. Trừ 6. M. M trừ 3. Đây. M cộng 1 mà trừ đi 2 lần số 2 là trừ đi 4. Thì em cộng 1 trừ 4 là em trừ 3. Cái này là chỉ tính toán đơn giản thôi. Không có gì cả. Đây chính là cái ma trận vừa rồi. Bây giờ để là bậc thang thì em thấy là mình cần phải làm gì nữa nè. Hồi nãy mình giữ dòng 1 làm chuẩn. Bây giờ mình sẽ giữ dòng 2 làm chuẩn để xử lý số trừ 3 này và số trừ 3 này. Bây giờ phải cần làm cho cái số trừ 3 này bằng 0 và số trừ 3 này cũng bằng 0. Muốn vậy, ta làm như sau, giữ nguyên dòng 1, dòng 2. Ta lấy dòng 3 trừ đi 3 lần dòng 2. Chỗ này là 0 trừ 3 lần 0, nó là số 0. Tính toán, em thấy chỗ này là số 0. Chỗ này là số 3. Đây là m, đây là 0. 4m mà trừ đi 3 là m, cho nên là m. Cái dòng này số 0 là tốt, cho nên ta để nguyên. Làm tương tự cái dòng thứ ba thì dòng thứ năm cũng phải trừ đi 3 lần dòng thứ hai. Kết quả cho ta đây là 0. Vị trí này là 0. Vị trí này là trừ 6. Trừ 6 mà trừ đi 3 lần 0 thì vẫn là trừ 6. Rồi chỗ này là trừ 2m. M mà trừ đi 3 lần m, chỗ này trừ 2m. Và cuối cùng vị trí này ta được là m. Ta đang dần dần đi đến một cái ma trận bậc thang. Tôi chép lại cái ma trận cuối cùng vừa rồi. Nhìn vào đây mình thấy nè, dòng 1, dòng 2, dòng 3 tốt, bởi vì phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng dưới nó nằm lệch về bên tay phải so với phần tử khác không đầu tiên bên trái của các dòng trên nó. Như vậy ta phải tiếp tục xử lý cái số 3 và số trừ 6 để cho nó thành số 0. Muốn như vậy, giữ nguyên dòng 1, dòng 2 và dòng 3.
Để số 3 này thành số 0 thì ta lấy dòng thứ tư, ta trừ đi dòng thứ ba. Kết quả cho ta 0 0. Vị trí này là 0. Là vị trí này là em bình phương trừ em m để đặt nhân tử chung. Em bình phương trừ em m tức là em trừ 1 nhân em đó. Rồi em m trừ 0, vị trí này là em m. Muốn số trừ 6 này trở thành số 0 mà lấy làm dòng 3 làm chuẩn thì có phải là lấy dòng thứ 5 trừ đi cộng 2 lần dòng thứ 3 không? Lấy dòng 5 cộng 2 lần dòng thứ 3. Em được chỗ này là số 0 này. À, tính toán ha, đây là số 0. Vị trí này là 0. Chỗ này trừ 2m mà cộng với 2m, vị trí này là 0 luôn đây. M trừ 0. Chỗ này là m. Như vậy là sau một quá trình biến đổi, ta đã đưa được về ma trận bậc thang. Ta viết lại ma trận bậc thang này. Đây rõ ràng là ma trận bậc thang bởi vì nó thỏa điều kiện là các cái phần tử khác không của dòng dưới nó nằm lệch về bên tay phải so với phần tử khác không đầu tiên bên trái của các dòng phía trên nó. Vậy ta có bình luận như sau. Các em xem nè. Dòng thứ nhất của nó là khác không rồi, dòng thứ hai chắc chắn khác không rồi, dòng thứ ba cũng vậy chắc chắn khác không. Hạng của nó ít nhất là 3. Bây giờ phải thử xem là hai cái dòng dưới này nè nó có khác không không. Thế thì nó tùy thuộc vào m. Nếu như m bằng 0 thì sao? Nếu m bằng 0 có phải là lúc đó cái vị trí này là số 0 này. Vị trí này là số 0 này, vị trí này cũng là số 0, tức là ba cái vị trí mà tôi vừa diễn tả đây này nó bằng 0. Vậy thì lúc mình thấy m bằng 0 á thì lúc đó em để ý là chỗ này là số 0 này. Cái trên này thôi tạm thời có để nguyên tại vì nó cũng không ảnh hưởng gì đến phần bình luận bởi vì trên này khác không rồi. Khi em thế em bằng không thì cái chỗ dưới này nó bằng không. Như vậy lúc này đó thì mình thấy rằng là nó có ba cái dòng ở trên khác không. Vậy thì có phải là hạng của A bằng 3 không? Hạng của A đó thì nó hạng bằng bằng hạng của ma trận bậc thang này mà hạng ma trận bậc thang này bằng 3 bởi vì có ba dòng khác không. Cho nên ta mới kết luận là hạng của A bằng 3. Ta vừa thấy em bằng không vào. Ta quay trở lại. Nếu như m bằng 1, chỗ này m1 thì bằng 0 nè. Thì lúc m bằng 1, cái này 0 nè, này là số 1, cái này là số 1. Em xem nha, khi m bằng 1, đây, 0, 1, 1. Vậy thì nó có mấy dòng khác không? Nó có 5 dòng khác không? Nhưng lúc này thì đây không phải là bậc thang nữa, bởi vì hai cái số 1 khác, hai số 1 này nè, nó nằm trên cái đường thẳng thẳng đứng. Tức là phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng dưới, nó nằm chung cái cột với phần tử khác không đầu tiên bên trái dòng trên là không được. Vậy thì mình lấy dòng 5 mình trừ dòng 4 thì lúc đó trên này là số 0. Vậy thì lúc m bằng 1 hạng của A sẽ là 4. Trở lại. Nếu m khác 0 và khác 1 luôn thì sao? Thì lúc đó cả 5 dòng này đều khác 0. Vậy thì hạng của A bằng 5. Các em thân mến, như vậy là hôm nay chúng ta đã tìm hiểu định nghĩa hạng của một ma trận và cái cách để tính hạng ma trận. Muốn tính hạng ma trận bất kỳ, chúng ta dùng các phép biến đổi sơ cấp đưa nó về ma trận bậc thang, đếm số dòng khác không của ma trận bậc thang. Có bao nhiêu dòng khác không, kết luận hạng bằng chừng đó. Hy vọng rằng qua buổi hôm nay các em đã nắm vững được cái việc tìm hạng của ma trận bậc thang để sử dụng cho các tiết học sau. Thân ái chào các em.